Chào mừng bạn đến với kênh Holic Audio. Mời bạn tiếp tục theo dõi bộ truyện Thiên Kiếp Mi, truyền thể thành phim Thủy Long Ngâm của tác giả Đằng Bình. Hãy để lại bình luận nếu bạn muốn kênh làm về chuyện hay sách nào nhé. Chương 61, Lang hồn nơi đâu? Mưa tạnh dần, mọi người đi vòng ra sau lưng lệ nhân cư xem thế lửa. Chỉ thấy lửa cháy rừng rực trong màn đêm, ngọn lửa gần như đã thiêu rụi một nửa khe núi. Những liều trải, cây cối, thậm chí binh khí vứt đi bên dưới đều bị thiêu đốt, hoàn toàn không nhận ra được nữa. Văn Tú Sư Thái và Thiền Sư Đại Thành nhìn nhau hoảng sợ, một trận hòa hoạn bình thường không thể đạt đến nhiệt độ này được, đường lệ từ rốt cuộc đã châm lửa như thế nào? Thành ôn bảo trao mày, khẽ hỏi đường lệ từ làm sao để tìm đến đúng lúc. Đường lệ từ ngắm nhìn ngọn lửa bằng đôi mắt đẹp, chỉ khẽ mỉm cười. Y rời núi Hảo Vân, đi một mạch trấn tiêu ngọc cũng gặp phải yêu hồn tử sĩ của quỷ mẫu đơn. Y nhanh tay bắt một tên tử sĩ, thay sang áo đen rồi náo mình dưới chướng quỷ mẫu đơn. Y đã thấy phương bình trai đại náo trận địa tử sĩ, cũng chứng kiến tuyết tuyến tử đưa liễu nhãn lén lút leo xuống từ rừng cây, bắt đi hai tử sĩ, thay quần áo chui vào liều. Tuyết tuyến tử mang mặt nạ ra người và lá thư rời khỏi liễu nhãn, bị mấy kẻ đi theo quỷ mẫu đơn chặn đường, bó tay chịu trói. Y cũng đứng cách đó không xa. Sau đó quỷ mẫu đơn lệnh cho Hồng Thiền Nương Từ dắt chó đi tìm liễu nhãn, thế là Y đuổi theo Dư Khớp Phượng, thừa cơ cứu người. Võ công của đường lệ tư tất nhiên là cao hơn Dư Khớp Phượng, nhưng cũng không dễ dàng đánh bại Dư Khớp Phượng trong chớp mắt. Vậy nên Y chỉ đánh úp bất ngờ, cướp đi lá thư trong tay Dư Khớp Phượng mà không thể cứu người. Dư Khớp Phượng cũng không rút kiếm đánh trả mà tung lấy tuyết tuyến tử vội vã nhảy xuống hầm đường lệ từ cân nhắc nặng nhẹ bỏ qua tuyết tuyến tử quay đầu lại đuổi theo hồng thiền nương tử nhưng hồng thiền nương tử rất chó tìm ra căn lều liễu nhãn ở bên trong có năm người nằm còn liễu nhãn đã không cánh mà bay chẳng biết đi đâu mất rồi thành ôn bảo nghe y nói đến đây bột miệng hỏi vì sao tuyết tuyến tử lại giúp tên ác ma liễu nhãn này đường lệ từ vẫn giữ thần sắc ôn hòa Tuyết tuyến tử tiền bối tìm ra tung tích của Liễu Nhãn, rất muốn đưa hắn đến đây giao cho các vị giải quyết. Nhưng lại bị đại quân phong lưu điếm chặn đường, ta nghĩ ông ấy thà để Liễu Nhãn chạy mất cũng không muốn hắn rơi vào tay phong lưu điếm, nên đã để mình bị bắt thay cho hắn. Thành ôn bào sinh lòng tôn kính, chậm rãi nói. Tuyết tuyến tử không hổ là tuyết tuyến tử, chúng ta làm sao có thể để ông ấy rơi vào ma chảo. Dư khớp phượng rốt cuộc đã đưa ông ấy đi đâu? đường lệ từ cầm tán ô trắng trong tay đi đến bên sườn núi, mưa rơi từng hạt nhỏ, thấm đẫm mái tóc bạch kim của y. Phong lưu điếm giỏi mai phục, xông vào hầm cứu người, chi bằng đánh cỏ động rắn. Lửa cháy dữ dội như thế, ta nghĩ bọn chúng đã đưa tuyết tuyến tử đi rồi. Ngọn lửa này do ai châm? Văn tú sư thái phóng mắt nhìn biển lửa. Là ngươi sao? Đường lệ từ hành lễ với văn tú sư thái, mỉm cười. Đúng vậy, Văn Tú sư thái tỏ vẻ hoài nghi. Ngươi làm sao để châm lửa? Đường Lệ từ nhìn xuống khe núi bằng ánh mắt tối tăm, không hề thương xót. Quỷ Mẫu đơn đá hạ trại ở đây một thời gian rồi, hắn cậy nơi này là chỗ lõm trong khe núi, bốn bề rừng rậm um tùm khó phát hiện. Trong lều cất giấu lương thảo, vừa rồi có người xông qua trận địa, đảo loạn tình thế, phá hủy nhiều lều trại, lộ ra mấy thứ như thùng dầu, thùng rượu. Ta chờ cho trời tối hẳn. Mưa rào ập xuống thì đổ dầu cải và rượu mạnh xuống đất. Trong đêm tối mịt mùng, mặt đất lại ướt át, phần lớn đám yêu hồn tử sĩ này đã vào rừng bao vây các ngươi nên không ai phát hiện ra. Sau đó thì sao?" Văn Tú sư thái hỏi. "Ngươi làm sao để châm lửa?" Đường Lệ từ mỉm cười, lấy từ trong ngực áo ra một vật, là một hòn đá nhỏ màu xám cho. Y chờ cổ tay, rút tiểu đào hồng, cạo một tầng mỏng trên khoáng thạch kia rồi ném xuống mặt đất chỉ nghe có tiếng bộp một ngọn lửa màu trắng bốc lên đi kèm với tiếng nổ lách tách rất khẽ mọi người đều né tránh hoảng sợ nhìn hòn đá nhỏ xíu kia rang cháy rừng rực trong vũng nước trên mặt đất trong nháy mắt đã đốt cho nham thạch dưới đất đổi cả màu đây là đây là vật gì văn tú sư thái chưa bao giờ gặp vật gì có thể gặp nước bốc cháy mọi người đưa mắt nhìn nhau ánh mắt nhìn đường lệ từ lại càng thêm kinh hãi chỉ thấy y mỉm cười nói khi ta bảo mọi người lao ra ngoài thì đồng thời cũng ngấm ngầm bắn một viên khoáng thạch xuống đáy khe núi khoáng thạch rơi xuống đất ma sát dữ dội gặp nước bốc cháy châm lửa vào dầu cải chỉ có vậy thôi văn tú sư thái gượng cười quỷ mẫu đơn thấy trận địa bị đốt tưởng ngươi còn giấu phục binh dưới đáy khe núi mới vội vàng bỏ đi đường lệ từ gật đầu thân sắc nhàn nhạt, nhạt y không hề tự đắc vì vụ phóng hỏa này nhưng trong mắt những người bị vây khốn trước lệ nhân cư đường lệ từ đã mang năng lực thần quỷ khó lường, uy vọng hơn xa Tây Phương đào mất tâm mất tích. Một lúc sau, văn tú sư thái dẫn đầu đưa đệ tử Nga mi cáo từ rời đi. Nếu liễu nhãn để lại thư muốn dùng chiêu đổi thuốc, bà sẽ dẫn dắt đệ tử dốc lòng tu hành, đợi đến ngày ước hẹn sẽ lập tức đến tuyết ưng cư trên đỉnh tuyệt lăng. Các môn phái mang theo lòng cảm tả đối với đường lệ từ cũng chậm chậm tản đi thành ôn bảo cuối cùng cũng có cơ hội hỏi đường lệ từ mấy ngày nay rốt cuộc đã đi đâu đường lệ từ chỉ nói mình đến biện kinh rồi bị thương nhẹ tĩnh dưỡng một thời gian không hề nhắc đến chuyện ở minh nguyệt lâu núi tuệ tịnh thành ôn bảo không hỏi tiếp tâm tình đã nhẹ nhõm hơn thở dài thườn thượt ngươi về là tốt rồi đường lệ từ biết trong lời hắn nói có ẩn ý khác bèn liếc mắt nhìn sang thành ôn bảo khẽ gật đầu hai người ngầm hiểu không cần nói ra miệng Đồng hồ bốt hư khẽ, vỗ vai đường lệ từ. Tiểu đường, hai chúng ta không phải kẻ ngốc, nhưng không thể đảm bảo cả giang hồ đều không ngốc. Vì sao đêm nay hai ta lại ở nơi này, chỉ có trời biết đất biết người biết ta biết. Sắc mặt đường lệ từ hết sức ôn hòa, mỉm cười. Nếu đã thoát hiểm thì mọi người cũng đều mệt mỏi giá rời, mau tìm một chỗ nghỉ ngơi đi. Thế là đám đông thu dọn sơ qua rồi rời đi. Liễu nhãn lặng lẽ ngồi ngơ ngẩn trong liều mãi cho đến đi tấm rèm che cửa đột ngột bị người vén lên một người áo vàng quạt đỏ nghênh ngang bước vào vung quạt lên huynh quả nhiên ở đây quả nhiên lại đang ngơ ngác quả nhiên vẫn giữ cái bản mặt rất muốn bị đá núi ngoài kia đè chết ôi sư phụ người đúng là chạy loạn khắp nơi làm đồ nhi đi khắp chân trời góc bể cũng khó tìm may mà ta thông minh cảm thấy huynh không thể chạy lên đỉnh núi nhảy vực kết quả chứng minh là ta đúng liễu nhãn ngơ ngác nhìn cây quạt đỏ phất phơ trước mắt rất lâu sau hắn mới khẽ hé miệng lại không biết nên nói gì hắn chưa bao giờ tin tưởng phương bình trai mà phương bình trai đã cứu hắn vài lần ôi sư phụ không cần phải rưng rưng nước mắt đâu đồ đệ biết mình trung quân ái quốc tôn sư trọng đạo lại còn thông minh trí tuệ thế gian hiếm có nhưng những thứ đó trời sinh ta đã có rồi huynh không cần cảm kích phát khóc đâu trong lòng ta hiểu rõ sư phụ tâm địa dịu dàng làm người lương thiện, tuy đối xử với ta không tốt, nhưng mà... Phương Bình Trai phe phẩy cây quạt đỏ, lại nhảy với liễu nhãn một chàng, bỗng dưng ngẩn ngơ. Chợt thấy hai mắt liễu nhãn ửng đỏ, hắn chỉ tán hưu tán vượn, thế mà suýt nữa đã làm liễu nhãn khóc thật, lập tức kêu lên. Ôi trời, chấm! Hai người không nói thêm gì nữa, liễu nhãn cũng không nhìn Phương Bình Trai, phương bình trai lượn vài vòng quanh hắn lái chủ đề sư phụ nơi này không thể ở lâu chúng ta hãy rời khỏi đây trước rồi ôn chuyện sau có được không liễu nhãn khẽ gật đầu phương bình trai cõng hắn trên lưng chui ra từ cửa sau lều rồi chạy vào rừng rậm đoàn nhi đâu liễu nhãn hạ giọng hỏi phương bình trai nói ờ sao ngươi không hỏi ý trung nhân xinh đẹp như hoa quan tâm dịu dàng gặp thì xui mà không gặp thì ruột gan dối bời của ngươi a à, thủy cô nương trước liễu nhán im lặng một lát sau lại hỏi đoàn nhi đâu phương bình trai lắc lắc đầu xem huynh kìa cứ như đang nuôi con gái ấy vị sư cô đại nhân kia tốt lắm đang đi chung với ý trung nhân của huynh cũng là tình địch hiện tại kiêm mẹ kế tương lai của nàng chuyện khó hiểu nhất là các nàng lại rất thân nhau sư cô của ta thật sự rất tốt các nàng ở bên ngoài lệ nhân cư ý trung nhân của huynh cũng thật to gan không ngờ lại dám cứu Lâm Đại Công Tử từ tay Phong Lưu Điếm. Tạm thời họ đang đi chung với đám người của kiếm hội Trung Nguyên, lẽ ra ta phải đến đó gặp họ. Nhưng trong đó cao thủ như mây, thêm ta không nhiều, thiếu ta không ít, đi cũng chẳng để làm gì. Liễu nhãn lại trầm ngâm, biết Ngọc Đoàn Nhi và A Thùy không sao, hắn không muốn nói thêm câu nào nữa. A Thùy cứu Lâm Bô, hắn cũng không thấy lạ, nàng chính là một nữ nhân như thế, nàng có thể làm nên chuyện lớn nhưng sẽ không hạnh phúc. Phương Bình Trai cõng hắn chạy xa hơn 10 dặm, nơi này đám chó cỏ không thể đuổi tới, đột nhiên hỏi. Ta chỉ có một câu hỏi, ta và huynh rốt cuộc phải đi đâu? Ta muốn tìm một nơi không ai quấy dày để điều chế thuốc giải tinh quỷ cửu tâm hoàn. Giọng liễu nhãn rất trầm thấp, tràn đầy khí chất u sầu đặc trưng của hắn, nhưng ngữ khí vô cùng kiên định. Phương Bình Trai khẽ bật cười, lần này hắn không thao thao bất tuyệt nữa sư phụ, tìm sư cô về đi. Liễu nhãn không đáp, Phương Bình Trai lại tiếc. Hoặc là tìm A Thủy cô nương và phụng phụng về. Liễu nhãn vẫn im lặng, Phương Bình Trai còn chưa chịu ngưng. Ta cảm thấy, có các nàng ở bên, huynh mới có thể an tâm. Liễu nhãn hơi chấn động, chuyện này chính hắn cũng không nhận ra. Nhưng Phương Bình Trai nói đúng, có Ngọc Đoàn Nhi và A Thủy bên cạnh, hắn mới có thể an tâm. Hắn mới có thể chế thuốc, hắn vẫn luôn cần ai đó ở bên liên tục nhắc nhở hắn nên làm gì nếu không hắn càng làm sẽ càng mờ mịt mất đi tất cả phương hướng hắn không đủ kiên cường xưa nay hắn chưa bao giờ đủ kiên cường hắn chưa bao giờ là kiểu người giống như đường lệ từ trái tim a lệ không đủ vững vàng lại gánh vác được cả thiên hạ mà trái tim hắn không đủ vững vàng lại chẳng đỡ được một cọng rơm rơi xuống từ thiên hạ này hắn chính là liễu nhãn, lột đi lớp da mặt đẹp đẽ, hắn chẳng còn lại gì. A Thủy hiểm chậm đi theo đoàn người rút khỏi lệ nhân cư, đường lệ từ chỉ liếc nàng một cái, vẫn chưa nói với nàng lấy nửa câu. Phụng phụng ra sức vẫy tay với bóng lưng của đường lệ từ, không ngừng kêu. Mà mà, chấm, A Thủy bế nó trong lòng, không cho nó đi gặp đường lệ từ. Ngọc Đoàn Nhi nghe A Thủy nói vị này chính là đường công tử tiếng tăm lừng lẫy trên giang hồ, bèn liếc nhìn bóng lưng đường lệ từ vài lần rồi nói vừa rồi hắn đã đến có phải vì thấy vị đường công tử này nên hắn sợ hãi chạy mất không hắn mà nàng nhắc đến đương nhiên là liễu nhãn không đâu a à, thùy nói phương công tử hẹn gặp chúng ta ở lệ nhân cư nhưng lại không tới ta nghĩ hắn gặp chuyện gì đó hoặc là đã đưa liễu nhãn đi bằng không với tấm thân tàn của liễu nhãn làm sao có thể chạy thoát giữa thiên quân vạn mã nên muội đừng lo không có gì phải sợ ngọc đoàn nhi khẽ nói vậy chúng ta đừng đi theo đường công tử chúng ta đi tìm phương bình trai a thùy gật đầu chờ đến khi trời sáng chúng ta sẽ đưa lâm công tử đến quan đạo sau đó phải đi tìm phương bình trai ngọc đoàn nhi à lên ta quên bén lâm bô luôn a thùy mỉm cười đưa tay lên vuốt những lọn tóc rối lâm công tử là người tốt lâm bô vốn bị vây kín giữa đám đông như trông gà con giờ kẻ địch đã đi lại không ai biết lai lịch của hắn nên các tay kiếm của kiếm hội trung nguyên cũng dần dần quên mất hắn hắn cũng từ từ tụt lại phía sau thư sinh này trải qua đại nạn vẫn không sợ sệt gì đêm hôm khuya khoát đi trên con đường nhỏ giữa núi rừng hoang vu vậy mà thần thái vẫn thản nhiên đưa mắt nhìn quanh cứ như đang thưởng thức cảnh đẹp trong rừng ngọc đoàn nhi nhìn hắn vài lần rồi vẫy tay gọi lâm bồ lâm bồ đi tới Ngọc Đoàn Nhi mỉm cười với hắn. Ngươi bị ai bắt, sao lại bị treo trên đó? Lâm Bô hành lễ với nàng. Sau khi mọi người từ biệt, ta cũng rời thư mi cư đi về hướng Tây Bắc. Đi được nửa đường thì bị một tên áo đen kỳ quặc bắt đưa đến chỗ này, dọc đường đi nhốt trong thiết lao trên xe ngựa. Ngọc Đoàn Nhi nhìn vết dây thừng hàn lên cổ tay hắn. Ngươi nhất định đã rất khổ sở, chờ trời sáng hãy mau về đi. Nếu đám người đằng trước phớt lờ ngươi, A Thủy tỷ tỷ và ta sẽ đưa ngươi đi tìm đường. Lâm Bô bật cười. Sao dám để hai vị cô nương nhọc lòng vì ta? Lâm Bô bất tài, tuy rằng nghèo túng nhưng vẫn tự lo cho mình được. Hắn đi về hướng tây bắc vốn là để du sơn ngoạn thủy, tự dưng bị bắt xuống phương nam, nhưng vẫn có thể thưởng thức cảnh sắc mùa đông ở vùng đất khác. A Thủy hành lễ với hắn. Tiên sinh rộng lượng, không giống người thường. Lâm Bô lắc đầu lâm bô chẳng qua chỉ là một thư sinh khinh cuồng cô nương khen lầm rồi dừng lại một chút hắn thong thả nói bị nhốt trong thiết lao cùng ta còn có một người đàn ông nữa ta chẳng qua chỉ bị nhốt mà hắn thì thương tích đầy mình nếu hai vị cô nương luyện dị thuật thì có thể giúp người này không ngọc đoàn nhi ngạc nhiên hỏi người ấy trông như thế nào một sắc mặt lâm bô thoáng ngại ngùng người đàn ông không mặc gì toàn thân phủ kín vết thương trên mặt xăm một ấn ký tựa như con rắn đỏ ngọc đoàn nhi mở to hai mắt là con rắn đỏ cuộn lại thành một vòng tròn sao như thế này này nàng đưa ngón tay ra vẽ một vòng tròn trên không trung lâm bô gật đầu đúng vậy ngọc đoàn nhi à lên là thẩm đại ca thẩm đại ca đó a à thùy ngạc nhiên hỏi thẩm đại ca là ai ngọc đoàn nhi bèn kể lại một lượt chuyện mình gặp thẩm lang hồn và liệu nhãn trong rừng a à thùy rậm chân việc này phải nói với đường công tử ngay giờ này chị e thẩm lang hồn đã bị người của phong lưu điếm mang đi cùng với tuyết tuyến tử tiền bối nàng vốn định chờ trời sáng sẽ đi ngay cũng không muốn chào từ biệt đường lệ từ nhưng giờ lại đưa phụng phụng cho mộc đoàn nhi vội vàng xài bước đuổi theo đường lệ từ đang đi đằng trước đường lệ từ dừng chân nàng còn chưa đến sau lưng thì y đã xoay người lại thành ôn bào cũng quay đầu lại theo chỉ thấy a thủy vội vàng đi tới đường đường công tử đường lệ từ khẽ cong khóe môi từ ngày in nói ra câu vui chơi qua đường hai người gần như chưa nói thêm câu nào thấy nàng vội vàng chạy đến chỗ mình y liền mỉm cười với nàng lời muốn nói chợt nghẹn lại nụ cười này của đường lệ từ nghĩa là sao là y đang cười cốt khí của nàng đã mong manh đến gần như không còn tồn tại cười tôn nghiêm của nàng chẳng hề dựa vào đâu không cần biết vì lý do gì thì hiện tại và cả tương lai Nàng vẫn không ngừng cầu xin, cầu cứu, cầu viện y. Mà y sẽ thỏa án tất cả khẩn cầu của nàng như một vị thần. Đây là trò chơi có thể khiến Đường Lệ Từ vui vẻ. Miệng ắt thủy cứng đờ trong giây lát, nhưng vẫn nói ra: "Đường công tử, Thẩm Lang hồn đã rơi vào tay Phong Lưu Điếm, hắn bị nhốt trong thiết lao cùng với Lâm công tử, có thể chịu trọng thương." Đường Lệ Từ khẽ nhướng chân mày, thành ôn bào lạnh lùng nói: "Hắn không giết Liễu Nhãn?" quả nhiên vì gặp cường địch. Người này là sát thủ, thu tiền bán mạng, rơi vào tay phong lưu điếm cũng chẳng phải chuyện uất ức gì. Hắn ghét ác như thù, chưa bao giờ vừa mắt kiểu người như thẩm lang hồn, gặp nhau hắn chưa rút kiếm ra đã là khách khí lắm rồi. Sau này thẩm lang hồn cướp liễu nhãn đi, tạo ra mối họa ngầm cho giang hồ, khiến thành ôn bào cực kỳ bất mãn, nên giờ nghe nói hắn bị phong lưu điếm bắt thì khoái chí vô cùng. A à, Thủy tuy không quen biết thẩm lang hồn, nhưng vẫn biết hắn là bạn của đường lệ tư. Hơn nữa hắn có thù giết vợ với Liễu Nhãn, nhưng lại không giết Liễu Nhãn, đối xử với Ngọc Đoàn Nhi cũng khá hữu hào, nên trong lòng nàng đã coi thẩm lang hồn như bạn. Thấy thành ôn bào lạnh lùng nhìn mình, nàng cảm thấy lo lắng khôn nguôi. Đường lệ tư mỉm cười. Chuyện thẩm lang hồn ta sẽ xử lý, ý tốt của cô nương, đường mỗ xin ghi nhớ trong lòng. A à thủy không biết nói gì thêm. Đường lệ tư và thành ôn bào lại vượt lên đi trước, không ai quay đầu lại nhìn nàng. Ngọc đoàn nhi chạy đuổi theo phía sau. A à thủy tỷ tỷ, bao giờ Đường công tử mới đi cứu Thẩm đại ca? A à thủy đắc đầu bế phụng phụng, nàng rất muốn mỉm cười để tỏ ra mình không hề thất vọng, nhưng không sao cười nổi. Ta không biết. Nàng khẽ nói. Đường công tử nói sẽ lo liệu việc này, ta không rõ y có đi cứu người hay không ngọc đoàn nhi ngạc nhiên hỏi sao y không đi cứu thẩm đại ca ngay thẩm đại ca đang gặp nguy hiểm rất lớn mà a thùy lại lắc đầu đường công tử phải đưa mấy người chúng ta đến nơi an toàn rồi mới rảnh đi làm những việc khác nên không thể đi cứu người ngay đâu ngọc đoàn nhi kéo kéo tay nàng thì thào vậy chúng ta tự đi cứu người thôi a thùy vẫn lắc đầu dựa vào hai cô gái muốn lần theo dấu vết phong liêu điếm đã khó lắm rồi nói gì đến cứu người nếu chúng ta tự ý bỏ đi rồi rơi vào tay kẻ địch thì chỉ gây thêm phiền phức cho đường công tử, ta nghĩ. Nàng nhẹ nhàng nói. Ta nghĩ chúng ta nên tin rằng y sẽ đi cứu người. Ngọc Đoàn Nhi nhìn nàng kinh ngạc, sắc mặt A Thủy trông rất nhợt nhạt. A Thủy thì tỷ, có phải đường công tử làm tỷ thất vọng lắm không? A Thủy kinh ngạc nhìn nàng, không biết phải trả lời thế nào. Ngọc Đoàn Nhi lại hỏi. Tỷ thích đường công tử lắm à? A Thủy lắc đầu, khẽ nói. Đường công tử, là ân nhân của ta. Ngọc Đoàn Nhi hư khẽ, nàng muốn nói tỷ tỉ, tỉ lừa ta, nhưng thấy vành mắt A Thủy đỏ ửng, nàng nổi lòng hiếu kỳ, lại hỏi. Trước đây y đối xử với tỷ tốt lắm à? Tại sao tỷ lại nhờ y đi cứu thẩm đại ca? A Thùy mỉm cười. Y vẫn luôn đối xử với ta rất tốt. Cô cũng thấy rồi đấy, võ công mưu trí của đường công tử đều là hạng nhất, không nhờ y thì nhờ ai? Ngọc Đoàn Nhi lại hư một tiếng. Tỷ ngốc quá, y tốt với tỷ hồi nào? Sao cứ phải khen y tốt thế nọ thế kia? Rõ ràng tỷ thấy y chả tốt đẹp gì. Môi A Thùy lại tái đi. Ta. Ngọc Đoàn Nhi mặc kệ nàng, vẫy tay bảo lâm bô. Nhanh cái chân lên, nhanh cái chân lên, cứ lề mề thế này lát nữa sẽ rớt lại đấy. Ưm. Um. Phụng Phụng đưa tay ra tóm lấy mặt nàng, cọ cọ má lên người nàng. Mà mà, a à. A à, Thùy ôm chặt lấy Phụng Phụng. Nếu không có hơi thở ấm áp trong vòng tay này, thì khi nghe mấy câu hỏi kia của Ngọc Đoàn Nhi, nàng sẽ đau lòng lắm. Nàng không thể thích Đường Lệ Từ. Y luôn chơi một trò chơi khiến Y vui vẻ, ban ân cho nàng, muốn nàng yêu mình đến chết đi sống lại, sống vì mình chết cũng vì mình. Nhưng thứ Y thích đâu phải tình cảm của nàng, mà là niềm vui khi chiến thắng trong trò chơi, chứng minh được mình có thể làm mọi thứ. Nàng không yêu loại đàn ông như Đường Lệ Từ, xưa nay đều không yêu. Nàng có thể cảm kích phần ân tình y ban cho nàng, có thể hiểu người anh hùng không có chi âm cần có cách riêng để lấy lòng. Nàng sẽ cố gắng thuyết phục bản thân không sợ hãi hay trốn tránh y, nhưng sẽ không yêu y. Nhưng, điều khiến nàng phát run lại là, vì sao nàng luôn cảm thấy thất vọng? Đường Lệ Từ chính là người như vậy, y sẽ không thay đổi. Nàng đã hiểu rất rõ nhưng lại sao cứ thất vọng hết lần này đến lần khác. Cảm giác này khiến nàng dùng mình, tựa như linh hồn đã có ý thức riêng không thuộc về mình nữa, lặng lẽ phản bội xa rời cơ thể, mà nàng lại không biết nó sắp trôi về phương nào. Sắc trời dần hưởng sáng, nhóm kiếm hội Trung Nguyên đã ra khỏi trấn Tiêu Ngọc đi đến Vượng Huyện. Mọi người nghỉ chân ở một nhà trọ trong Vượng Huyện, ba người A Thùy, Ngọc Đoàn Nhi, Lâm Bô ngồi một bàn, đường lệ từ gọi đồ ăn cho tất cả các bàn như nhau, chỉ có bàn các nàng được thêm một đĩa vịt om gừng. Mùa đông phương nam lạnh lẽo, vịt om gừng xua đi cây lạnh, tốt với người không biết võ công. A à, thủy nhầm đũa lên ăn từ từ, trong lòng ngồn ngang suy nghĩ. Ngọc Đoàn Nhi với Lâm Bô lại trò chuyện rôm ra ăn uống no nê, Thành Ôn bào và đồng hồ bút cáo từ đường lệ từ, họ phải đưa mọi người trở về núi Hảo Vân chẳng biết họ đã nói gì mà đường lệ từ không đi, vẫn ngồi yên trên ghế, chống cằm nhìn đồ ăn, thần sắc giữ nguyên vẻ an tĩnh. Ngọc Đoàn Nhi kéo kéo tay áo A Thùy. Y đang làm gì vậy? A Thùy lắc đầu, phụng phụng chợt khóc quà lên. Mà mà, mạ mà mạ, mà mà, bế bé bế bé bế. Nó quay sang đường lệ từ quơ tay múa chân, khuôn mặt nhỏ non mềm dàn rụa nước mắt. Dọc đường đi nó cứ ê a à với bóng lưng của đường lệ từ không biết bao nhiêu lần nhưng chẳng được đáp lại lần nào trái tim non nớt kia hẳn là bất mãn lắm không hiểu vì sao đường lệ từ lại phớt lờ nó đi a thùy khe khẽ dỗ dành phụng phụng khóc nấc lên khô khổ đường lệ từ vẫn chống cằm nhìn bàn đồ ăn ngồi yên không nhúc nhích phụng phụng khóc lóc rồi vùi cả đầu vào ngực a thùy không quay ra nữa a thùy ôm phụng phụng thật chặt ngọc đoàn nhi trợn mắt nhìn đường lệ từ này ngươi biết à sao lại làm lơ người khác? Đường lệ từ ngước mắt lên nhìn nàng mỉm cười. ba vị ăn no chưa? Ngọc Đoàn Nhi hư khẽ. đừng tưởng ngươi mời khách một bữa là hay lắm, chúng ta cũng có bạc đấy. đồ xấu xa, nghe thằng bé khóc như thế mà cũng giả điếc cho được, xấu tính. quá là. nàng ngẫm nghĩ rồi gằn giọng nhấn mạnh. xấu tính quá chừng luôn. a à, thủy hương nói lời nào? Đường lệ từ sáng nắng chiều mưa, không thể nói y đối xử không tốt với người khác nhưng... Nhưng cái tốt của y hoàn toàn khác so với tưởng tượng. Phụng phụng đòi y mà y cứ vờ như không thấy, nàng cũng chẳng lạ. Trong giây phút mơ màng, một suy nghĩ hoang đường lướt qua tâm trí nàng. Có lẽ đường lệ từ phớt lờ ai không có nghĩa là y không quan tâm đến người đó. Giống như y đối xử tốt với ai cũng chưa chắc cho thấy y để tâm đến người đó. Đường lệ từ thích làm người cao thâm khó dò, y thích người ta đau lòng vì mình. Đường lệ từ chính là người như vậy, không ai thay đổi được y, cũng chẳng đủ sức thay đổi y, bởi vì y quá mạnh mẽ. Lâm công tử Đường lệ từ chẳng để tâm đến mấy câu sâu tính sâu tính mà Ngọc Đoàn Nhi vừa nói, y cất giọng ôn hòa. Người gặp người đàn ông xăm rắn đỏ trên mặt ở đâu? Lâm bồ đứng lên, bước đến ngồi cùng bàn đường lệ từ. Trong một cỗ xe ngựa màu trắng, cỗ xe ngựa ấy đặt một cái lồng sắt lớn, đôi mắt đường lệ từ xoay chuyển. Cố xe ngựa màu trắng có gì đặc biệt không? Lâm bồ trầm ngâm. Xe ngựa treo rèm trắng, trong xe không có chỗ ngồi, chỉ có một cái lồng sắt lớn, bên trong ra một người đàn ông không mặc đồ. Ngoài cái lồng sắt ra, trong xe còn có một thứ mùi kỳ lạ, giống như từng nuôi động vật gì. Đường lệ từ nói. Đó là xe ngựa của gạch tố xa, trong xe đã từng nuôi rất nhiều rắn độc để bồ quỷ thánh sai khiến. Hàng mi A à Thủy khẽ mở đột ngột ngẩng đầu lên. Xe ngựa của Bạch Cô Nương do hai con tuấn mã kéo, chúng đều là giống ngựa nổi tiếng đến từ Tây Vực. Bạch Cô Nương yêu quý mấy con ngựa đó, vó sát của chúng đều khắc ấn ký đặc thù, dẫm xuống đất hàn lên một hàng hoa văn nhỏ. Bây giờ trời vừa tạnh mưa, nếu lần theo dấu chân ngựa chắc sẽ tìm ra cỗ xe đó. Cô Nương lúc nào cũng tinh tế. Đường lệ từ dịu dàng nói. Nếu cỗ xe ngựa này từng đưa Lâm Công Tử vào khe núi dưới kia, vậy đêm qua khi hỏa hoạn bùng lên, nó hiển nhiên đã đi rồi. Chỉ cần đến hiện trường đám cháy hôm qua tìm dấu chân là có thể lần theo tung tích nó. Hừ, y mới nói được nửa đã đưa tay lên bụng miệng, lông mày nhíu lại, nhẫn nhịn rất lâu. Muốn ra khỏi khe núi kia của Hà huyện, chỉ có một con đường. Ngọc Đoàn Nhi nhìn sắc mặt y, cảm thấy kỳ lạ. Ngươi bị thương à? Ánh mắt của A Thùy cuối cùng cũng chuyển sang y, sắc mặt đường lệ từ vẫn còn tươi tắn, gò má vẫn ửng hồng, nhưng trong sắc hồng hôm nay dường như lại thấp thoáng sắc vàng. Ngươi! Cuối cùng nàng cũng nở được nụ cười. Ngươi sao vậy? Chỉ có một con đường ra kha ỏi hà huyện, hơn nữa rất ít người qua lại. Xe ngựa không thể vượt núi băng đèo, chúng ta chắc chắn đuổi kịp. Đường lệ từ cũng mỉm cười với nàng. Đi thôi. Y đứng dậy khỏi ghế, tay trái chống mặt bàn, tay phải bộ miệng, khom người chịu đựng một lúc mới đứng thẳng lưng lên nhẹ nhàng lướt ra ngoài. Ngọc Đoàn Nhi chỉ vào bóng lưng y, há hốc miệng ngạc nhiên. "Này, hay là ngươi đang ốm đấy? Ngươi mà ốm thì làm sao cứu được người?" "Này." Nàng chạy theo kéo tay Đường Lệ, từ giật lại. "A à, Thủy tỷ tỷ rất quan tâm ngươi, ngươi bị bệnh sao không nói với người ta?" Đường Lệ từ cũng không tránh nàng, chỉ nhìn nàng một lượt từ đầu xuống hân, ánh mắt y rất hờ hững nhưng gương mặt lại mỉm cười ôn hòa. "Ta không bị bệnh." ngọc đoàn nhi không ngờ y sẽ tỏ thái độ ôn hòa lại càng thêm kinh ngạc buông tay y ra vừa rồi có phải ngươi buồn nôn không đường lệ từ khẽ cười ừ ngọc đoàn nhi bật cười ta nghe mẹ nói chỉ có phụ nữ mang thai mới buồn nôn suốt ngày ngươi lạ lắm thật sự không ốm đau gì chứ đường lệ từ ho nhẹ ta nghĩ mình chỉ hơi mệt thôi a à, thùy nhi không chớp mắt đường lệ từ đối xử với ngọc đoàn nhi rất dịu dàng cứ như đối xử với một con thỏ trắng ngây ngô nàng nhẹ nhàng thở dài đường công tử đào cô nương đâu ngươi nàng khựng lại dây lát ngươi hai lần ngừng lại nàng vẫn không nói nên lời đường lệ từ lại bật cười món trỏ phải thon dài khẽ lướt qua môi dường như đang làm một động tác Xuyệt, rồi nhẹ nhàng nói đào cô nương cảm thấy không khỏe đang đi nghỉ ngơi rồi a à, Thùy nhìn y ta cảm thấy đào cô nương nàng nói rất khẽ nói được phân nửa lại thôi nàng đã ở phong liêu điếm được vài tháng biết rõ tây phương đào tây phương đào phản bội phong liêu điếm hôm nay lại trở thành một phần không thể thiếu của bạch đạo giang hồ người ta thấy tây phương đào nhẫn nhục gánh vác trọng trách thấu hiểu đại nghĩa nhưng nàng biết tây phương đào không phải người như vậy khóe mắt đường lệ từ nhách lên trong giây lát khóe mắt y cười đẹp tựa hoa đào nở rộ cô cảm thấy đào cô nương làm sao A à Thùy trần chờ thoáng chốc rồi chậm chậm nói: Ta cảm thấy đào cô nương tâm kế đa đoan. Đường Lệ Từ dịu dàng hỏi: Vậy cô cảm thấy ta thế nào? A à Thùy thở dài xa xăm: Ngươi còn tâm kế đa đoan hơn cả đào cô nương. Đường Lệ Từ cười ha ha. Thần sắc tú nhã chỉ trong nháy mắt đã chuyển sang phóng túng điên cuồng, tiếng cười chấn động cả gian nhà, làm bụi bặm rơi xuống là tà. Nhưng bụi bặm vừa rơi xuống y đã đột một trở về với nụ cười nhu hòa tu nhã. Cứ như người vừa cười như điên ban nãy chỉ là ảo giác trong lúc đầu óc người ta hỗn loạn. à, bị ta đánh ngã xuống vách đá, tiếc là không chết được. A à, Thùy biến sắc. Người đánh đảo cô nương rơi xuống vách đá. Không lẽ nàng, nàng thật sự, vẫn là người của phong lưu điếm. Đường lệ từ nghiêm nghị nói. à, thao túng liễu nhãn chế thuốc độc, dùng độc cổ chu hải hết chỉ vân, bày trận ở biển kinh muốn giết ta nay liễu nhãn đã tàn phế chỉ vân cũng chết rồi lẽ nào à không đáng chết a à thùy chấn động cả người nhưng bây giờ đào cô nương là người của kiếm hội trung nguyên người đánh nàng ta rơi xuống vực lẽ nào không sợ người trong thiên hạ coi ngươi là kẻ thù có có ai nhìn thấy không đường lệ từ nhìn nàng bằng ánh mắt sáng long lanh sát khí và yêu khí trong đôi mắt kia làm nhật nguyệt thất sắc đôi môi đỏ tươi mím lại dịu dàng nói xưa nay ta giết người chưa từng quan tâm kẻ khác nói gì ngươi chẳng lẽ ngươi vừa về đến núi hảo vân đã đánh tây phương đảo rơi xuống vách đá ngươi chưa từng nghĩ đến hậu quả sao nàng nếu nàng khỏe lại kiếm hội sẽ chia thành hai phe vì các ngươi sau đó tan rã a à, thùy khẽ nói. đường công tử không sợ giang hồ thất thủ độc lây tràn lan ngàn vạn người chịu đau khổ đường lệ tư cười cười ta không phải nữ nhi không thích một điều nhịn là chín điều lành A à, Thủy im lặng, y không nghe lời khuyên của bất kỳ ai, xưa nay vẫn thế. Cái ả lào cô nương kia xấu xa lắm. Ngọc Đoàn Nhi lại nói. Người xấu thì chết là đúng rồi, người làm sao đánh ả rơi xuống vách đá được vậy? Liệu ả có chết không? Đường lệ từ mỉm cười nhìn nàng, nhẹ nhàng nói. Đêm hôm khuya khoắt, ả đang thay đồ thì ta xông vào phòng đánh một trường vào sau lưng. Ả vội vàng mặc quần áo, đầu óc bị phân tâm mặc đồ xong thì ta đánh cho ả à rơi xuống vách núi bên ngoài cửa sổ. Ngọc Đoàn Nhi ngạc nhiên hỏi. À vội mặc đồ nên không dốc hết sức lực. Đường Lệ Từ bật cười đáp. Ừ, sao bị người đánh chết đến nơi còn lo mặc quần áo nữa à? Với lại ả à nhất định còn mặc trung y đi ngủ, chẳng lẽ khi ngủ ả à không mặc đồ? Ngọc Đoàn Nhi hỏi thẳng. Làm gì có người phụ nữ nào kỳ lạ thế? Đường Lệ Từ nhẹ nhàng nói. À không sợ bị người ta nhìn thấy mình không mặc đồ mà sợ người ta không thấy cái lẽ ra phải thấy thôi ngọc đoàn nhi nhíu mày cái gì lẽ ra phải thấy đường lệ từ ho nhẹ một cái thần thái dường như rất kín đáo hắn không phải đàn bà mà là đàn ông hắn không phải không mặc đồ mà mặc đồ của đàn ông ngọc đoàn nhi a à lên một tiếng rồi bật cười hắn không sợ bị người ta thấy mình không mặc đồ hắn chỉ sợ bị người ta thấy không mặc váy áo phụ nữ cho nên hắn vội vàng mặc váy áo thế là bị ngươi đánh rơi xuống vách núi. Đường lệ từ mỉm cười. cô đúng là rất thông minh. hóa ra đào cô nương là đàn ông. ngọc đoàn nhi nhìn sang a thủy. a thủy tỷ tỷ không biết hắn là đàn ông sao? a thủy lắc đầu khẽ đáp. đào cô nương xinh đẹp tuyệt trần, không ai ngờ hắn lại là đàn ông. đường lệ từ khẽ cười, tay phải buông xuống, ống tay áo trắng tinh che đi mờ u bàn tay. bàn về xinh đẹp tuyệt trần không ai sánh được với a thủy tỷ tỷ của cô đâu ngọc đoàn nhi lại nói ta cảm thấy nếu ngươi giả làm phụ nữ không chừng cũng đẹp lắm đấy đường công tử ngươi đánh đào cô nương rơi xuống vách núi nàng sẽ không chịu để yên đâu a thủy khi nghe họ bàn chuyện tây phương đào mặc hay không mặc đồ trầm ngâm một lũ át rồi hỏi đào cô nương sẽ không chết thật sao đường lệ từ lắc đầu hắn uống tinh quỷ cửu tâm hoàn dù bị đánh rơi xuống vách núi nhưng bị thương sẽ không nặng a à thùy khẽ nói vậy tây phương đào nhất định sẽ nói ngươi cố ý hãm hại xúi dục những người tin tưởng mình đối địch với ngươi đường lệ từ nhẹ nhàng đáp nếu ta là hắn thì nhất định phải tạo rắc rối giá họa cho ta a à thùy cau mày cắn môi không đáp lại nghe đường lệ từ nhẹ nhàng nói tiếp nhưng trước khi rời khỏi núi hảo vân ta cũng đã tạo chút rắc rối giá họa cho hắn rồi đường lệ từ nói y giá họa cho ai thì nhất định khó lòng rửa sạch a à, thùy nghe y nói mà không biết nên vui vì đường lệ từ tài trí xuất chúng hay là nên sợ hãi đến lạnh lòng vì thủ đoạn mưu kế của y nàng chỉ thấy đất trời mờ mịt đúng đúng sai sai thật thật giả giả không sao phân biệt rõ ràng đời người mơ màng có lúc nàng không hiểu đường lệ từ làm sao tìm được phương hướng có thể tiến về phía trước không chút hoài nghi thậm chí không từ thủ đoạn lòng tin và sức mạnh của y đến từ đâu chính bản thân y liệu có lạc lối giữa tà ác và âm mưu không muốn giữ niềm tin kiên định không đổi rằng mình làm đúng phải có trái tim hết sức kiên cường đường công tử nàng nhìn sang đường lệ từ ánh mắt y không biết đang nhìn vào đâu con người ta muốn giữ niềm tin kiên định không đổi rằng mình làm đúng phải có trái tim hết sức kiên cường nhưng nhưng đường lệ từ có thể nói ra mấy chữ vui hơi qua đường có thể phớt lờ phụng phụng có thể đánh tây phương đào rơi xuống vách núi đều vì y không hề kiên cường y nên bình tĩnh hơn thâm trầm hơn kiên nhẫn hơn ác độc hơn đáng sợ hơn nhưng y không làm được ta bắt đầu hết ghét ngươi rồi ngọc đoàn nhi nói với đường lệ từ ngươi xấu tính lắm nhưng không giống những kẻ xấu khác đường lệ từ mỉm cười sao lại không ngọc đoàn nhi đáp bởi vì ngươi muốn đi cứu Thẩm Đại ca. Nàng không hề quên đường lệ tự ở lại không đi chính là vì cứu Thẩm lang hồn. Phần này đến đây là hết. Mời các bạn theo dõi tiếp các video khác trên kênh. Nếu các bạn yêu thích kênh, hãy nhấn theo dõi nhé. Cảm ơn các bạn.